em có mấy cái đầu từ nó không được tốt thì hôm nay em sẽ soi cho các bác xem trên kính hiển vi nó hiển thị như thế nào nhé. Các bác thì bảo là cái đầu từ phía bên ghi này thì nó ít khi hỏng mà nó chỉ hỏng phần phát thôi, nhưng mà thực tế thì em mới thấy ngược lại, nó hay hỏng phần phát nhiều hơn là phần ghi đó. Thì đầu từ nó sẽ bởi vì vừa từ 3 Hz thì nó sẽ chia thành hai bên các bác nhé. Đây, cái chúng ta quan tâm là cái phần này này. Cái phần nó có một cái rãnh ở giữa và hai rãnh hai bên này các bác nhé. Đây em sẽ, bởi vì cái này em phóng đại rất là lớn nên các bác khó có thể nhìn được. Đây, cái đầu từ của nó đây này. Đấy, thì nó và nó chia thành hai bên, một bên phát và bên ghi này. Đây là bên ghi này. Đây là bên phát này. Đó. Thì đây là bên ghi các bác nhé. Các bác sẽ nhìn nó có rất nhiều những đốm chấm chấm này. Đấy, rất nhiều đốm chấm chấm này. Đây là nó bị lõm xuống nhé. Đây. Và các bác nhìn này, cái khoảng cách đoạn từ đây đến đây này là nó đã bị mòn rồi nhé. Đây này, nó mòn này, nó mòn cái đoạn từ đây đến đây nó bị mất rồi. Đúng là nó phải bằng, các bác tưởng tượng nó phải từ cái đoạn này từ đây đến đây nó phải bằng nhau chứ làm sao nó mất một cái khoảng giữa, mất hai bên, nó bị mòn hai bên. Các bác nhìn nó có một cái rãnh rất là nhỏ hai bên này không? Đấy, cái rãnh theo một chiều này, thì bên này nó còn có tí, còn có một nửa, mà thực chất nó phải dài đến đây. Đó. Nó bị mòn này. Mòn như này làm sao mà như những cái con bị mòn như này thì không thể phục hồi được các bác nhé. Thì các bác có mài thì nó chỉ tốt hơn một tí thôi. Nói chung là đến nước như này thì có thể bỏ được rồi, bởi nó còn có tí à. À, trong khi nó phải gấp đôi như này mà đúng không, mất một nửa rồi còn đâu nữa. Đấy. Như thế này là không không thể phục hồi được. Thì các bác xem đây là phần phát này, phần phát thì nó cũng mòn rồi nhé, bác để ý cái đoạn đoạn từ đây đến đây ít nó bị mòn đoạn từ đây đến đây, bởi vì các bác nhìn nó có một đường kẻ, đây là đường thẳng thì nó còn có tí này, thì nó cũng đã mòn từ đây đến đây rồi các bác nhé. Đây, nó tạo thành cực đường đã mòn rồi, phần phát nó cũng mòn và phần ghi nó cũng mòn rồi. Và các bác để ý em kéo ra các bác nhìn này. Đó, đây là phần phát này, rất nhiều những cái đốm chấm chấm này này, các bác nhìn này. Đó, rất nhiều những cái đốm bị lõm này, đốm lõm. Khi mà nhìn trên kính hiển vi thì nó sẽ rõ hơn là khi nhìn trên máy tính các bác nhé. Bởi vì máy tính nó dùng một cái máy ảnh, nó sẽ quay lại thì nó không bằng mắt thường mình nhìn trực tiếp trên kính được các bác nhé. Đó, đây một cái đầu từ thứ nhất nhé, nó mòn cả cả kênh cả hai kênh luôn. Đây là cái đầu từ thứ hai các bác nhé, các bác để ý này, đây là phần phát này, đây, phần ghi này, thì các bác xem phần phát trước này, thì nhìn đây các bác đã thấy rõ vấn đề, nó mòn quá nhiều rồi, đây, nó mòn từ đây đến đây rồi các bác nhé, đấy nó mất hẳn này, nó mất thế này thì không thể phục hồi được, các bác nhé. Mất hẳn, mất đoạn từ đây đến đây, mất hết cả hai đoạn, còn có tí tẹo, còn cái tí bên này cũng bị mòn nữa, khả năng bên này cũng bị mòn một tí đấy, nó chỉ còn một tí, nhưng con này thì không thể phục hồi được, nó có một đường kẻ ngang đây nó cũng rất là mờ và nó có những cái đốm đốm này đấy. Con này thì không thể phục hồi được các bác nhé. Đây là phần phát đấy, phần phát như thế này thì sao mà nghe được nữa. Phần ghi thì là các bác nhìn này, nó đỡ hơn đấy, nó chỉ mòn tí thế này đây, mòn từ đoạn này này đấy, đến đây này đấy, nó mòn ít hơn con trước nhé. Như thế con này là các bác để ý này, cái từ ghi nó mòn ít hơn từ phát này, nhưng con lúc nãy thì cái từ ghi nó mòn nhiều hơn từ phát đấy. Mỗi con nó mỗi kiểu các anh nhé, chứ không cái chả con nào giống con nào cả, nhưng con này thì không thể phục hồi được các anh nhé, nó mòn quá nhiều rồi. Bỏ đây một con đầu từ khác nữa các anh nhé. Đấy, các anh nhìn này, con này nó cũng mòn phần từ phát này, đây, nó mòn rất là nhiều này. Đấy, con này từ mòn ít hơn con lúc nãy một chút nhưng mà nói chung là quá này, như thế này là quá mòn này. Gần một nửa rồi các anh. Đấy. Đó. Đây từ từ phát nhé, và đây là từ ghi này. Đó, các anh nhìn thấy những cái đốm này, đốm này nó bị lõm xuống này, lõm này, những cái lỗ đốm đốm này bị lõm các anh nhé. Đấy. Và nó cũng bị mòn này, nhưng con này mòn ít hơn này. Đấy, nhưng mà nó mòn không đều này đấy. Đó, hình dạng nó mòn.
Đây là đầu từ của một máy hai đầu từ, và cái từ này nó là từ ferrite mà các bác hay bảo là nó không bị mòn ấy, nó giống như từ kính ấy. Từ này là từ giống từ kính, nó là từ từ kính. Nói chung là có thể là nói coi nó là từ kính đi. Hoặc là từ ferrite đi. Các bác sẽ để ý là đây này. Có nhìn thấy những cái lỗ này, rất nhiều những cái lỗ này, lỗ. Và nó bị, các bác nhìn thấy cái đường kẻ giữa nó bị bong chóc, nó bị đấy, đúng ra nó phải phẳng như các bác nhìn này, tưởng tượng nó phải đẹp như này này, đấy, dưới này nó phải đẹp như này, nó thẳng như này, chỗ này nó bị lóe các bác nhé, ánh sáng nó bị phẳng như này nhưng mà nó đang bị vỡ lở ra, nó còn vỡ hai bên này, đấy, và rất nhiều lớp lõm ở giữa này, đó. Nhưng các bác bảo từ kính không hỏng là hoặc sai nhé, từ kính hỏng nhiều hơn là từ bình thường và gần như không thể phục hồi được. Từ kính phục hồi nó khó hơn so với từ sắt. Từ sắt các bác có thể đánh bóng được nhưng mà từ kính thì khó lắm, em chưa biết đánh bóng kiểu gì với cái từ kính nó rỗ như này đấy. Các bác nhìn bên phía phía bên này thì nó rất nhiều những lốp rỗ nhỏ nhưng mà phần này thì nó không có tác dụng để nghe. Quan trọng là cái hai cái rãnh này, bác để ý cái rãnh phía đằng này đấy. Đó, cái phần nó không chạm vào băng thì nó rất là mịn này, nhưng mà cái chỗ mà giữa để chạm băng thì nó rỗ rất là nhiều đấy. Đây là đầu từ 2 Hz này và đầu từ của Trung Quốc, đầu từ mới của Trung Quốc này đấy, đầu từ mới thôi nhé, nhưng mà người ta mài cũng người ta sản xuất ra nó cũng không được mịn lắm, các bác nhìn nó vẫn có những cái lỗ thôi. Vẫn có lỗ trên, nó không được mịn phẳng á. Nên cái này ta có thể đánh bóng đi thì nó sẽ tốt hơn đấy. Mặc dù đầu tư mới chưa dùng lần nào nhưng mà nó có cảm giác như là nó không được sáng bóng lắm mà nó có những cái lỗ. Đây, các bác nhìn nhé. Đấy. Đó. Ok. Đây là một cái đầu từ vô định hình mà các hãng quảng cáo là chống mài mòn rất là tốt, nhưng các bác sẽ thấy là nó rất nhiều những cái lỗ đấy, những lỗ này. Đây là phần phát nhé, từ phát này rất nhiều những lỗ đó. Thì con này đầu từ có còn khá là đẹp đấy, có nhiều con nó lỗ nó nhiều lắm mà chứ con này nhìn như này là quá, nhìn quá tuyệt vời rồi đấy các bạn. Cái này chỉ để đánh bóng đi là nó sẽ hết những cái lỗ này, là tiếng nó sẽ tốt thôi. Còn có những con không thể phục hồi được các anh, nó rỗ nhiều quá. Nhưng con này là phục hồi được các anh. Đây. Đây là từ ghi này. Đó. Từ ghi nó sạch sẽ hơn nhá. Từ ghi nó đây nó chỉ có mấy cái lỗ này có nhìn thấy lỗ không? Đây lỗ này. Từ ghi nó tốt hơn từ phát này. Từ phát nó đây, nó có một cái lỗ chỗ này, các bác có nhìn không, đây chỗ này thì nó chắc khả năng là bẩn thôi nhưng mà chỗ này lỗ này. Đó, lỗ rõ ở đây. Đây thì con này là con này phục hồi ổn các bác nhé, con này chỉ được mà gì đây các bác này, nhìn nó phải có một cái đường thẳng như này này chứ không phải như những cái con máy nó mất hẳn cái đoạn này, mất hẳn đoạn này nó mòn, nhưng con này không mòn nhưng mà nó bị những cái lỗ thì ta chỉ đánh bóng đi là sẽ đẹp rồi. Đây các bác này, cái phần này nó phải sát vào cái sắt ở giữa này, nhưng mà cái con lúc nãy nó mất hẳn đoạn ở đây, mất hẳn đoạn đây luôn, nó chỉ còn một tí. Đây các bác nhìn cái khoảng cách này không? Cái khoảng cách ở giữa này thì cái con lúc nãy nó mất hẳn đoạn ở đây, đây nó chỉ còn từ đây đây mất hẳn đoạn, gần như mất nửa ở đây thì làm sao mà tiếng nó tốt được nữa, nó mòn đấy, nó mài mòn rồi. Còn cái này chỉ là những cái lỗ này, những lỗ này phục hồi được các bác nhé. Ta có thể đánh bóng đi thì tiếng nó lại tốt trở lại. Và thường là phần em thấy phần từ phát nó lỗi nhiều hơn từ ghi, em thấy khá là ổn. Ok.